Quý vị và các bạn thân mến, sau khi giảm tới 680.000 đồng trên lượng ở phiên giao dịch ngày 17 tháng 8, giá vàng trong nước bất ngờ đảo chiều tăng mạnh theo xu hướng từ thị trường châu Á, trong đó mức tăng mạnh nhất đối với vàng SJC lên đến 1 triệu đồng trên một lượng. Xin mến chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến bản tin cập nhật giá vàng buổi sáng ngày 18 tháng 8 năm 2020 được phát trên kênh Giá cả thị trường của chúng tôi. Mở đầu bản tin là một số thông tin về thị trường giá vàng. Phần tiếp theo là bảng giá vàng được cập nhật mới nhất vào đầu giờ sáng ngày hôm nay, sáng ngày 18 tháng 8 năm 2020. Phần cuối của bảng tin là bảng giá tỷ giá ngoại tệ được cập nhật mới nhất vào đầu giờ sáng ngày hôm nay. Và sau đây là nội dung chi tiết. Quý vị và các bạn thân mến, tại thị trường vàng trong nước, tính đến cuối phiên giao dịch ngày 17 tháng 8, giá vàng trong nước được SJC Hà Nội niêm yết ở mức 55,10 đến 56,77 triệu đồng trên lượng theo chiều mua vào và chiều bán ra, 920.000 đồng trên lượng tại chiều mua và tăng 570.000 đồng trên lượng tại chiều bán. Mỗi chỉ vàng ở chiều mua vào là 5.510.000, chiều bán ra là 5.677.000. Tại phú quý SJC, niêm yết giá vàng ở mức 55,20 đến 56,50 triệu đồng trên lượng theo chiều mua vào và chiều bán ra. Còn tại PNG Hà Nội và PNG Thành phố Hồ Chí Minh, niêm yết giá vàng ở mức 55,30 đến 56,50 triệu đồng trên lượng theo chiều mua vào và chiều bán ra. Còn tại Bảo Tín Minh Châu, niêm yết giá vàng ở mức 55,25 đến 56,48 triệu đồng trên lượng theo chiều mua vào và chiều bán ra. Mỗi chỉ vàng ở chiều mua vào là 5.525.000, bán ra 5.648.000. Còn đối với thị trường vàng thế giới, giá vàng châu Á tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 17 tháng 8 giữa bối cảnh đồng USD suy yếu. Theo đó, vào lúc 13:36 theo giờ Việt Nam ngày 17 tháng 8, giá vàng giao ngay tăng 0,3% lên mức 1.949,09 USD trên ounce. Trong tuần trước, giá vàng giảm 4,5%, mức sụt giảm lớn nhất kể từ tháng 3 năm 2020. Khi các nhà đầu tư tái đánh giá vị thế của vàng sau khi giá kim loại quý này rời khỏi mức cao nhất 2.072,5 USD trên ounce, được thiết lập vào phiên ngày 7 tháng 8, giá vàng Mỹ giao kỳ hạn phiên này tăng 0,5% lên mức 1.958,9 USD trên một ounce. Các nhà đầu tư thở phào nhẹ nhõm trước thông tin Mỹ và Trung Quốc hoãn việc đánh giá thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 giữa hai nước. Thông tin này đã làm đồng USD yếu đi và làm tăng sức hấp dẫn của vàng đối với những người nắm giữ các đồng tiền khác. Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng tăng 28,4%. Theo khảo sát mới nhất, giá vàng thế giới đang trên đà tăng mạnh, hiện đang giao dịch quanh mức 1.960 USD trên ounce. Giá vàng trong nước thì thường biến động theo xu hướng của thị trường thế giới, vì vậy mà vàng SJC có thể tiếp đà leo cao trong ngày giao dịch 18 tháng 8 năm 2020. Và ngay sau đây, chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng chi tiết được cập nhật mới nhất vào đầu giờ sáng ngày hôm nay, sáng ngày 18 tháng 8 năm 2020. Đầu tiên là giá vàng SJC tại các tổ chức lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 đến 10 lượng, chiều mua vào 55.100.000 đồng trên một lượng, bán ra 56.500.000 đồng trên một lượng, tăng 920.000 ở chiều mua, tăng 320.000 ở chiều bán. Như vậy là mỗi chỉ vàng ở chiều mua là 5.510.000, chiều bán là 5.650.000. Tại SJC Hà Nội, mua vào 55.100.000 đồng trên một lượng, bán ra 56.520.000 đồng trên một lượng, tăng 920.000 ở chiều mua, tăng 320.000 đồng trên một lượng ở chiều bán. Mỗi chỉ vàng ở chiều mua vào là 5.510.000, bán ra 5.652.000. Tại Doji Hồ Chí Minh, mua vào 55.100.000 đồng trên một lượng, bán ra 56.300.000 đồng trên một lượng, tăng 1.100.000 đồng trên lượng ở chiều mua, tăng 300.000 đồng trên lượng tại chiều bán. Mỗi chỉ vàng ở chiều mua vào là 5.510.000, bán ra 5.630.000. Như vậy chênh lệch giá giữa chiều mua và chiều bán chỉ còn là 1.200.000 đồng. Tại Doji Hà Nội, mua vào 55.500.000 đồng trên một lượng, bán ra 56.700.000 đồng trên một lượng, tăng 1.300.000 ở chiều mua, tăng 700.000 đồng trên lượng tại chiều bán. Mỗi chỉ vàng ở chiều mua vào là 5.550.000, bán ra 5.670.000. Tại PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội, mua vào là 55.300.000 đồng trên một lượng, bán ra 56.500.000 đồng trên một lượng, tăng 1 triệu đồng ở chiều mua, tăng 400.000 đồng trên lượng tại chiều bán. Tại phú quý SJC, mua vào 55.200.000 đồng trên một lượng, bán ra 56.500.000 đồng trên một lượng, tăng 1 triệu đồng trên lượng ở chiều mua, tăng 500.000 đồng trên lượng tại chiều bán. Tại vàng Mi Hồng, mua vào 55.400.000 đồng trên một lượng, bán ra 56.400.000 đồng trên một lượng, tăng 600.000 đồng trên lượng ở chiều mua và tăng 700.000 đồng trên lượng tại chiều bán. Còn tại Bảo Tín Minh Châu, mua vào 55.350.000 đồng trên một lượng, bán ra 56.500.000 đồng trên một lượng, tăng 1.050.000 ở chiều mua, tăng 550.000 ở chiều bán. Tiếp theo là giá vàng SJC tại các ngân hàng.
Đầu tiên là ngân hàng Exim Bank mua vào 55 triệu đồng trên một lượng, bán ra 56 triệu 200 nghìn đồng trên một lượng, tăng 500 nghìn đồng trên lượng ở cả chiều mua và chiều bán. Mỗi chỉ vàng ở chiều mua vào là 5 triệu 500 nghìn, bán ra 5 triệu 620 nghìn. Tại ngân hàng ACB mua vào 55 triệu 100 nghìn đồng trên một lượng, bán ra 56 triệu 600 nghìn đồng trên một lượng, tăng 1 triệu 100 nghìn ở chiều mua và tăng 600 nghìn đồng trên lượng tại chiều bán. Một số ngân hàng còn lại quý vị và các bạn vui lòng xem thêm ở bảng giá. Tiếp theo là giá vàng ở một số các thương hiệu vàng khác. P&G nhẫn 24K mua vào 54 triệu đồng trên một lượng, bán ra 55 triệu đồng trên một lượng, cùng tăng 800 nghìn đồng trên một lượng ở cả chiều mua và chiều bán. Mỗi chỉ vàng ở chiều mua vào là 5 triệu 400 nghìn, bán ra 5 triệu 500 nghìn. P&G nữ trang 24K mua vào 53 triệu 400 nghìn đồng trên một lượng, bán ra 54 triệu 200 nghìn đồng trên một lượng, cùng tăng 200 nghìn đồng trên một lượng ở cả chiều mua và chiều bán. Mỗi chỉ vàng ở chiều mua vào là 5 triệu 340 nghìn, bán ra 5 triệu 420 nghìn. Nhẫn tròn trơn bạc tín Minh Châu mua vào 52 triệu 880 nghìn đồng trên một lượng, bán ra 54 triệu 230 nghìn đồng trên một lượng, tăng 420 nghìn đồng trên lượng ở chiều mua, tăng 170 nghìn đồng trên lượng tại chiều bán. Mỗi chỉ vàng ở chiều mua vào là 5 triệu 288 nghìn, bán ra 5 triệu 423 nghìn. Nhẫn SGC 24K mua vào 52 triệu 300 nghìn đồng trên một lượng, bán ra 53 triệu 700 nghìn đồng trên một lượng, tăng 90 nghìn đồng trên lượng ở chiều mua và giảm 110 nghìn đồng trên lượng tại chiều bán. Mỗi chỉ vàng ở chiều mua vào là 5 triệu 230 nghìn, bán ra 5 triệu 370 nghìn. Nhẫn Phú Quý 24K mua vào 52 triệu đồng trên một lượng, bán ra 54 triệu 500 nghìn đồng trên một lượng. Ngọc Hải 24K Hồ Chí Minh mua vào 51 triệu 700 nghìn đồng trên một lượng, bán ra 53 triệu 100 nghìn đồng trên một lượng, tăng 600 nghìn đồng trên lượng ở chiều mua và tăng 300 nghìn đồng trên lượng tại chiều bán. Mỗi chỉ vàng ở chiều mua vào là 5 triệu 170 nghìn, bán ra 5 triệu 310 nghìn. P&G nữ trang 18K mua vào là 39 triệu 400 nghìn đồng trên một lượng, bán ra 40 triệu 800 nghìn đồng trên một lượng, tăng 600 nghìn đồng trên lượng ở cả chiều mua và chiều bán. Mỗi chỉ vàng ở chiều mua vào là 3 triệu 940 nghìn, bán ra là 4 triệu 080 nghìn. Tiếp theo giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố. Vào đầu giờ sáng ngày hôm nay thì giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố vẫn có xu hướng tăng mạnh, tăng 920.000 ở chiều mua và tăng 320.000 ở chiều bán. Đầu tiên là SJC Đà Nẵng mua vào 55.100.000 đồng trên một lượng, bán ra 56.520.000 đồng trên một lượng. Mỗi chỉ vàng ở chiều mua vào là 5.510.000, bán ra 5.652.000. SJC Nha Trang mua vào là 55.090.000 đồng trên một lượng, bán ra 56.520.000 đồng trên một lượng. SJC Cà Mau mua vào 55.100.000 đồng trên một lượng, bán ra 56.520.000 đồng trên một lượng. SJC Bình Phước mua vào 55.080.000 đồng trên một lượng, bán ra 56.520.000 đồng trên một lượng. SJC Huế mua vào 55.070.000 đồng trên một lượng, bán ra 56.530.000 đồng trên một lượng. SJC Biên Hòa mua vào 55.100.000 đồng trên một lượng, bán ra 56.500.000 đồng trên một lượng. SJC Miền Tây mua vào 55.100.000 đồng trên một lượng, bán ra 56.500.000 đồng trên một lượng. SJC Quảng Ngãi mua vào 55.100.000 đồng trên một lượng, bán ra 56.500.000 đồng trên một lượng. SJC Quy Nhơn mua vào 55.080.000 đồng trên một lượng, bán ra 56.520.000 đồng trên một lượng. SJC Long Xuyên mua vào 55.120.000 đồng trên một lượng, bán ra 56.550.000 đồng trên một lượng. Tiếp theo là giá vàng bốn số 9 và vàng nữ trang SJC. Vào đầu giờ sáng ngày hôm nay, giá vàng 4 số 9 và vàng nữ trang SJC có biến động nhẹ. Cụ thể như sau, đối với vàng nhẫn 4 số 9 từ 1 đến 5 chỉ, mua vào 52 triệu 300 nghìn đồng trên một lượng, bán ra 53 triệu 700 nghìn đồng trên một lượng, tăng 90 nghìn đồng trên lượng ở chiều mua và tăng 110 nghìn đồng trên lượng tại chiều bán. Mỗi chỉ vàng ở chiều mua vào là 5 triệu 230 nghìn, bán ra 5 triệu 370 nghìn. Vàng nữ trang 4 số 9, mua vào 51 triệu 900 nghìn đồng trên một lượng, bán ra 53 triệu 300 nghìn đồng trên một lượng, tăng 190.000 đồng trên lượng ở chiều mua và giảm 10.000 đồng trên lượng tại chiều bán. Mỗi chỉ vàng bốn số 9 là 5.190.000, bán ra 5.330.000. Vàng nữ trang 24K mua vào 50.672.000 đồng trên một lượng, bán ra 52.772.000 đồng trên một lượng, cũng tăng 190.000 đồng trên một lượng ở chiều mua và giảm 10.000 đồng trên lượng tại chiều bán. Mỗi chỉ vàng ở chiều mua vào là 5.067.200 đồng, bán ra 5.277.200 đồng. Vàng nữ trang 18K mua vào 37.429.000 đồng trên một lượng, bán ra 40.129.000 đồng trên một lượng, tăng 93.000 đồng trên lượng ở chiều mua và giảm 7.000 đồng trên lượng tại chiều bán. Như vậy mỗi chỉ vàng ở chiều mua vào là 3.742.900 đồng, bán ra là 4.012.900 đồng. Vàng nữ trang 14K mua vào 28.527.000 đồng trên một lượng,
bán ra 31.227.000 đồng trên một lượng, tăng 94.000 đồng trên lượng ở chiều mua, giảm 6.000 đồng trên lượng tại chiều bán. Mỗi chỉ vàng ở chiều mua vào là 2.852.700 đồng, ở chiều bán là 3.122.700 đồng. Vàng nữ trang 10K mua vào 19.678.000 đồng trên một lượng, bán ra 22.378.000 đồng trên một lượng, tăng 96.000 đồng trên lượng ở chiều mua, giảm 4.000 đồng trên lượng tại chiều bán. Mỗi chỉ vàng ở chiều mua vào là 1.967.800 đồng, bán ra là 2.237.800 đồng. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây chúng tôi vừa cung cấp tới quý vị và các bạn một số thông tin về thị trường giá vàng và bảng giá vàng được cập nhật mới nhất vào đầu giờ sáng ngày hôm nay, sáng ngày 18 tháng 8 năm 2020. Tình hình giá vàng ở trong nước cũng như trên thế giới, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật ở những bản tin tiếp theo. Quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh và tích vào quả chuông ngay bên cạnh để không bỏ lỡ những bản tin mới nhất. Và cũng như để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn hãy like và chia sẻ video này tới mọi người cùng biết. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn ngay bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở bản tin tiếp theo.